Khi bạn ở nhà một mình mà các bạn lại thèm quyết thì các bạn sẽ xào một chảo. Quyết xào giá hẹ như thế này thì các bạn sẽ ăn ngon hết ý. Rất là đơn giản, các bạn sẽ mua nửa ký quyết heo. Về các bạn sẽ rửa sạch rồi sẽ cắt miếng vừa ăn như thế này. Đây là đĩa quyết mình đã cắt ra xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị giá hẹ để xào nhé. Sẽ có 400 gram giá và 100 gram hẹ. Mình sẽ ngâm muối hẹ để rửa sạch và giá mình rửa sạch. Xong hẹ mình sẽ cắt khúc ra như thế này. Bắt chảo lên bếp, mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho một ít hành tím và tỏi băm nhuyễn vào phi cho vàng thơm. Khi hành tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho quyết vào để mình xào. Mình sẽ trở quyết qua lại cho quyết được săn lại. Kế đến thì mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ hạt nêm. Các bạn nhớ là đừng nêm muối mặn nhé, chỉ cho hạt nêm thôi. Vì trong quyết khi hãm quyết người ta có bỏ muối rồi. Nếu mình nêm chất mặn nhiều thì quyết sẽ mặn không ngon. Kế đến sẽ cho vào 1/3 chén nước lọc. Rồi thì mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê đường. Xong thì mình sẽ để cho quyết sôi cho chín quyết và cạn hơi sệt nước lại một chút.
Khi thấy quyết chín rồi thì mình sẽ bắt đầu cho hẹ vào. Mình cho hẹ trước nha các bạn, rồi mới đánh giá. Khi cho giá hẹ vào xong thì mình sẽ đảo lên, mà mình phải đảo nhẹ tay thôi, không thôi quyết sẽ bể nhé. Kế đến thì mình sẽ nêm vào nửa muỗng sữa chua muối thôi nha các bạn. Và một muỗng sữa chua bột ngọt. Xong rồi thì mình sẽ đảo nhẹ nhẹ cho thấm gia vị. Như vậy là xong rồi, mình sẽ có một chảo quyết xào giá hẹ ngon lành, thật là ngon. Hôm nay ở nhà một mình thì mình sẽ ăn đơn giản một món như thế này. Giá hẹ xào quyết sẽ chấm với nước tương, dầm ớt vào nữa thì rất là ngon đó các bạn. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Quyết xào giá hẹ một món ăn thật là đơn giản. Giá hẹ xào vừa chín tới thật là ngọt đó các bạn. Ngon lắm. Các bạn thử làm một lần nha. Mình mời các bạn, mình chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.